否知迷惘，像战场人潮来难避开发望，无论你的心多彷徨，无论你被爱多凄怆，仍面对人生跌宕。若强求，如何为理想定前奏？若挽留，谁能敌明你的引诱？谁做到一生都无求？谁后悔一生都拥有？矛盾不惜一切尽走手，如何分清恩恩怨怨？是昨天得到也未够，寻人的他怎可回头？来预计结局是时候，不想回望后，胜负无奈是心口。Nè ông Anh à, làm ơn cho đồ ăn đi, làm ơn cho thêm đồ ăn đi. Dạ bệnh à, mày làm ơn coi khách cần kêu cái gì kìa, không biết làm cái gì nữa. Được. Ăn trưa, ăn trưa. Quang kìa, coi khách đang cần dùng gì hả? Mình đang làm giàu mà, có quá đại cà phê mà. Sao lâu quá vậy? Anh cần dùng gì? Làm ơn cho thêm bánh bao. Xuân à, chào, mang tới, mang lại tới hả? Đếm bài nữa. Không, má đã làm sẵn giò heo rồi, chứ mang qua cho con. Đúng rồi. Tất cả mọi người ở đây cũng đều đói. Mọi người ăn miếng đi hả? Nè, lấy miếng đi. Lấy tự miếng đi. Làm sao tôi đãi cho chị ăn nhiều hơn chút nha. Ăn miếng đi. Lấy miếng đi. Nghe nói là em họ của thằng Toàn nó tới đây rồi đó hả? Bây giờ nó ở đâu? Ở bển kìa. Ô, chú là chú Sương đó. Cô Phước, mười mấy năm không gặp rồi, xém chút tôi nhận không ra. Cô cũng vẫn mạnh khỏe chưa? Dạ rồi. Nè, trở vô làm công chuyện đi. Mướn chú tới đây đâu phải để nhìn bà con đâu. Cô Phước à, lát nữa nói chuyện sau nha. Ê, anh cái này cho chú. Cảm ơn cô Phước. Ây da, coi con kìa, dù sao cũng là bà con với nhau, lại đối đãi với người ta như vậy. Bộ con khỏi trả lương giọng sao? Tự nhiên lại trở về đây, không biết muốn tính cái gì nữa. Sao là quá chưa thấy về vậy? Mami, mami. Về rồi hả? Chào bà ngoại đi, bà ngoại mới tới kìa. Ngoan. Cái này bà ngoại tặng cho con đó, cầm đi. Bà ngoại, cái này cho con. Cảm ơn ngoại. Má à, hai đứa đó bị má chiều hư hết rồi. Nè, để gặp tám xuống, đem thuốc ra bán đi. Mau đi. Con đã hẹn với bạn có con đi chơi rồi. Trời, tối ngày chỉ lo chơi thôi. Thì cứ để nó đi chơi đi. Đúng rồi, con nít mà đứa nào không thích đi chơi. Phải rồi. Nè, nhớ đó nhờ. Chơi thì chơi, đừng có đi khuya quá hả, biết chưa? Dạ biết. Ngoan. Mami con vô lấy thuốc bán nha. Giỏi. Nói tử hoài tử mẫn là hai chị em không ai tin đâu nha. Chính tôi còn không tin nữa kìa. Hey, nói bậy nữa đi. Thôi đánh bài đi, tôi bắt bài nha. Thấy hồi đó anh chút đó, có gì ăn không? Ông ăn bài cũng no rồi mà. Đúng rồi, ăn được bao nhiêu đâu. Ông ăn cũng không ít đâu nhờ. Ô Xuân à, nói thì nói nha, tôi cũng muốn ăn nữa đó. Đói bụng rồi hả? Chú Xương à, chú Xương, qua đây. Có chuyện gì? Chú vô bếp nấu vài tô mì để tụi này ăn coi. Chị à, đâu phải tôi làm việc đó. Chú nói cái gì kỳ vậy? Tôi là chủ, biết chú làm gì thì chú cứ làm đi. Đi nấu đi. Đứa nó làm cái gì vậy? Chờ lấy lương hả? Ê, còn nữa. Sáng nay má tôi có đem cho chú một mớ heo hầm sẵn á, đem ra ăn luôn đi. Ăn cầm đỡ mà. Ê, đúng. Đúng rồi đó. Chị à,
còn việc gì khác nữa không? À, cho một bình trà luôn nha. À, tớ phiền tôi, tôi đánh rồi nè. Tôi đánh hả? Ây da, sao xui tay quá vậy nè. Tôi lại đánh chồng tới nữa rồi. Trời ơi, nè chú làm ơn chú đi chỗ khác đi nha. Cứ đứng đó tôi thua hoài à. Đi 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 đi. Lần nào tới đây tôi cũng thua hết trơn á. Ây da, tôi nói thiệt nha, từ ngày ông tới đây hả, tôi lúc nào đánh bài cũng thua, không bao giờ ăn được hết á. Phải rồi. Đánh đi. Ý dạ, cái thằng quỷ này bỉnh nè. Mày vô trong bếp làm lại ba cái tương ớt đi. Mày không phải bàn cá ngựa là đọc sách dầm mồ. Mày làm cái gì vậy? Đi liền mà. Anh Sương, bà chủ biết anh làm tương ớt với xì dầu đó. Nè ông anh à, làm ơn hốt trong bếp vô một chút đi. Tôi kêu lâu lắm rồi. Hey, có lộn không đây? Cái gì? Đồ ăn như vậy để cho chó ăn là phải rồi. Thiếm Toàn à? À, có liền trà đi. Bỉnh à, móc cho mình trà đi. Tôi mất quá bà chủ à. Cái đồ làm biếng, cái đá ỉa hoài. Nè, có phải thì tụi tôi đi chăm không? À, dạ không, tôi chăm ngay. Trà ngon đó, hả? Nè, mày nghĩ coi cái đám thằng Quảng chạy vô đâu với anh Thủy không biết là tiều cái gì không? Xe thằng Quảng trốn rồi, tụi nó theo anh Thủy là chuyện bình thường thôi. Vậy cũng phải, không đi chiếc xuồng của mình thì đi chiếc xuồng nào đi chứ. Lần này thằng Hoàng không có ở đây, mình chơi tàn họ cũng được thôi. Nè, ông xã à. Cái gì? Hả? À, vô trong đi, vô trong rồi mới nói. Nè, vô trong đây rồi tôi mới nói cho ông nghe nè. À, ông xã à, phần này mình phát tài rồi. Chuyện gì vậy? À, tên đồ xỏ Trần Hoàng bỏ trốn rồi kìa. Vậy là sao? Ông còn nhớ không? Trần Hoàng nó gửi cho mình mấy thùng rượu đó. Kỳ này nó bị chơi gục rồi, mấy thùng rượu này thuộc về mình rồi. Trần Hoàng bị chơi gục bỏ trốn thôi, chưa chết mà. Nếu ông trở lại biết mình nuốt trọn số hàng của ông á hả, 10 cái mạng của bà ông không có đủ đền đâu. Thì giờ thật kệ bà ông đi. Khi ông trở về thì chẳng biết ông như thế nào rồi. Tiền vô tay mà mình không biết bỏ vô túi hả, thì mình thiệt là ngu đó. Thì giờ thôi tôi không nói chuyện với ông nữa. Để tôi coi coi phải rượu danh tiếng hay không hả. Nếu mà đúng thiệt mình bắt tay rồi. Ông xã. Ông xã à, ông vô đây đi. Ông xã à, vô đây đi, đóng cửa lại, lại đi. Chuyện gì? Ông coi nè, có cả cây súng, có cả cối đạn nữa kìa. Hả? Ây da, bà có phải muốn nuốt trọn sao? Đâu có, giấu vũ khí là phạm pháp đó nha. Ông xã à, tính sao đây hả? Chết rồi, có cần báo cảnh sát hay không? Bộ bà điên à, báo cáo cảnh sát rồi làm sao làm ăn đây? Vậy tính sao đây? Trần Hoàng nhất định sẽ trở về lấy thôi. Khóa lại đi, đừng có nhúc nhích gì hết. Hả? Nè, kể như không có chuyện gì nha. Hả? Hiểu chưa? Chào bà chủ. Chào sếp. Bà chủ cho mượn toilet chút. Được. Ở bên tay mặt đó nha. Cảm ơn. Ở bên tay mặt đó nha hả? Dạ, ngồi đi sếp. Chú Sương à, chăm cho sếp một bình trà đi nha. Sếp đi tuần tra mệt lắm hả? Thôi khỏe đi. Bà chủ. Mắc dịch mày, bỉnh à. Mày muốn nhát người ta chết phải không? Nhát gan quá vậy. Sếp. Cảm ơn. Dạ không có chị. Bây giờ sếp đi đó hả? Rảnh tới chơi nha. Rảnh uống cà phê hả? Thôi đi toilet chút nha. Nè, chú Sương, qua đây. Nè, qua đây. Nè, cầm 100 đồng á, ra ngoài kia mua cống khóa về đây. Nè, nhớ được ăn chận nha. Mua cống khóa đi, nhớ lấy biển lai đó. Mua cái lớn đó nha. Anh Thủy tới uống trà hả? Cái phòng chuẩn bị xong rồi. Mời anh vô. Tới đây. Hai uống trà hả? Uống trà nha. Nè, Bỉnh nè. Xong rồi. Làm ơn vô hỏi coi anh Thủy uống trà gì đi. Khỏi anh đi. Thiếm Toàn. Hả? Anh Thủy biểu thiếm đem mình trà ngon vô. Dạ anh Thủy, bình trà ngon đây nè. Đây uống trà đi nha. Uống trà đi anh Thủy. Ngồi đi chứ. Anh Thủy à, có chuyện gì không? Trần Hoàng có phải gửi số hàng ở chỗ bà không? Đâu có gì. Bà nên biết, hễ ai mà ở trước mặt tôi nói láo thì hậu quả thế nào mà biết chứ. Hả?
Chắc bà đã biết thằng Hoàng đã bỏ trốn đi rồi, muốn nuốt trộn số hàng đó, có phải vậy không? Dạ anh Thủy. À đúng, anh Hoàng có gửi cho tôi mấy thùng rượu, nhưng mà tôi đã Bà biết số hàng đó xịn lắm, cho nên bà mắc nghẹn có đúng gì không? Thôi vậy đi, để tôi nuốt giùm cho. Nhưng mà như vậy, nếu mà anh Hoàng trở về hỏi tôi làm sao nói đây hả? Bà đi rồi à? Có tôi ngồi xứ này hắn còn có chỗ đứng sao? Nhưng mà yên tâm, tiền thì tôi chia cho bà một phần, chỉ cần mà giữ hàng chỗ đàng hoàng thì được rồi. À, được được, anh Thủy nói gì cũng được mà. Tôi biết làm cách nào rồi, uống trà đi. Uống trà đi hả? À, anh gì? Mới đi chụp hình gì đó hả? Ngồi đi, ngồi đi. Anh gì à? Thật ra bình thường anh có đi chụp hình cho minh tinh gì đó không hả? Nếu có thì cho mượn coi chút đi mà. Tao chụp hình phong cảnh nhiều mà thôi. À, cảm ơn nha anh Thủy. Nè, nếu rảnh là tới đây uống trà thường nha. Chào anh. Nè, ông Thủy đó quen thân với bà chủ anh lắm hay sao? Bình thường thôi, nhưng mà bữa nay anh Thủy tới là mời ảnh vô trong phòng liền. Tôi nghĩ chứ không có ý gì với bà đâu. Trần Hoàng bỏ trốn rồi. Lẽ ra Trần Kim Thủy không lý do nào mà không trở về đây nắm đầu. Chỉ có một cách duy nhất, hắn chuẩn bị nuốt trộn. Con người Trần Kim Thủy cẩn thận lắm, không có chút nào sợ hở cả. Anh hãy coi hình nè, hai tên em bút của Trần Kim Thủy thường lai vãng mấy cái chỗ này. Tụi hắn lấy chỗ nào cho mắt anh làm nơi giao hàng? Mình phải dò hỏi mấy chỗ này kỹ mới được. Ai vậy? Chú Căng đây. Chú Căng hả? Được, chào chú nha. Mở cửa đi. Chú Căng hả? Sao liền, sao liền, sao tới liền. Mau đi. Chờ tới liền, tới liền hả? Chào chú Căng. Chào anh Dĩ, chị Dĩ. Không làm trở ngại anh chị chứ? Dạ không, chúng tôi đã nấu cơm thôi mà. Cảm ơn, cảm ơn. Ngồi đi. Chú Căng hả? Sao rảnh quá vậy? Không, chị Dĩ
tôi đem cái tòa tiền nhà tới cho anh chị thôi mà. Này, cảm ơn, cảm ơn. À, ngồi, ngồi, ngồi. Sao hả? Anh chị có thấy thoải mái hay không vậy? À, được. À, được hả? Chỗ này được lắm. Cái tấm hình này chụp đẹp quá. Hồi tụi tôi đám cưới không phải giống như các anh chị mà làm rườm rà như vậy đâu. Nói thiệt nha, anh chị thì lại đi tuần trăng mật, lại chụp hình đi áo cưới nữa. Nhưng mà mặc dù anh chị làm rườm rà như vậy đó, có khi lại nghĩ tới ly dị không chừng. Không giống như hồi tụi tôi hễ cưới bà nào là cưới chết cả đời. Xem ra anh chị không giống như những thứ muốn ly dị là ly dị đó. Nói thì nói nha, anh chị phải nhớ đó, hễ đám cưới rồi thì hai người phải ở chung nha. Chồng nhịn vợ một chút, cũng như tôi phải nhịn bà xã tôi một chút mới được, phải không? Tôi không làm trở ngại anh chị nấu cơm đâu hả? Dạ được, chú ăn gì nha. Chào. Tôi về nha. Cảm ơn chị Dĩ. Dạ, cảm ơn chú. Chào nha. Em thấy hơi đói, muốn nấu mì tôm ăn. Anh ăn không? Được. Nè, bây giờ tao đang ở cửa Long Đường, chút nữa tao về liền. Anh Thủy đi kiếm Lulu chứ gì? Đừng có nhiều chuyện, không có gì đừng gọi tao nha, biết chưa? Dạ hiểu, dạ hiểu. Biểu em đi điều tra tìm Bách Quá Văn Ký với cái tang đi quán đó chưa có gì hả anh Dĩ? À, em hiểu. Em hiểu, em hiểu. Nè, cho tôi nói coi. Ok, bye bye. Sao không cho người ta nói vậy? Có gì nói chứ, thì cũng qua hỏi anh Dĩ với Madam thế nào thôi. Nhưng mà cũng phải biết chứ. Làm ơn đi anh, để thì giờ cho hai người hữu hỷ chứ. Đúng hả? Làm ơn đừng trở ngại cho người ta âu yếm mùi mẫn. À, nè nè nè, ai âu yếm mùi mẫn vậy hả? Hi, Stella. Tới lấy tin hả? Đúng rồi, lúc nãy hả, chuyện lớn, chuyện nhỏ, chuyện tùm lum, ông chủ mình bắt mình phải biến chuyển đề tài kìa. Nè, có tin gì bắn cho mình không? Có. Độ thứ 3, 1375, ngon lành lắm, tiền lớn. Anh chết đi. À, phải rồi, lúc này cô qua đi đâu vậy? Tôi gọi máy thì không trả lời, gọi ban ngày thì chẳng có ai nghe, có biết đi đâu không nhỉ? Hey, đâu có biết đi đâu đâu. Hờ, hồi nãy anh mới nói ai âu yếm mùi mẫn hả? À, ở đây chứ còn tôi với cô này, thì tôi với cô âu yếm mùi mẫn rồi. Nè, tránh ra đi. Cô mới cỡ kìa. Ở đây chẳng có tin tức gì, tôi về nha, bye bye. Bye bye, bye bye. Khốn kiếp, dẹp đi hả? Có thiệt không đó, tôi mà đi với cô à? Gì? Nếu không phải như vậy, làm sao đủ ba liệu mép đó đi. Nếu để mới biết anh dễ ở trong làng Đông Duy, thì mình bể chuyện hết đó. Vậy cũng phải, thôi đi làm đi. Liễu mép gì mà thấy sợ.
không được. Nè, mấy người làm gì vậy? Chính tôi hỏi cô vô đây làm gì thì đúng hơn. À, cô có biết không, Miếu Trần Gia Tự cấm đàn bà vô đây. Sao cô cả gan dám vô tới đây chứ? Bộ cô muốn chết à? Nè, nếu không cho đàn bà vô làm ơn để tấm bảng ngoài đi, tôi làm sao biết được chứ? Tôi đừng có nói nhiều, để cô đi gặp lần tử đi. Đi. Kỳ thiệt, sao hai bữa nay không thấy Trần Kim Thủy có động tĩnh gì hết? Thông thường mà hiểu có trục trặc gì thì hơi im lặng rồi đó. Tới Trần Kim Thủy này dứt khoát đâu có gì rồi, phải không hả? Anh cũng sao chứ? Không, hơi mệt chút thôi. Em nhường chân ngồi. Nè, không cần đâu, mau ngồi đi. Đi đi. Đi, đi. Mấy người làm gì vậy? Đi đi đi. Đi nhà, tôi cảnh cáo cho biết nha, còn đụng tới tôi nữa là tôi la làng đó nha. Đừng có nói nhiều, đi đi. Anh gì? Qua à? À, qua à? Qua à? Nè, cô muốn chạy hả? Tôi quen anh chỉ mà. Quen thì sao chứ? Nhưng chú Canh, gì vậy? Ồ, ổng kìa, ổng bắt tôi đi gặp làng trưởng kìa. Cổ á, tự ý bước vào miễu tử, còn chụp hình tùm lum nữa. Nè nè nè, mấy ông đã làm hư cuốn phim của tôi còn chưa nói gì. Bây giờ còn định lạm dụng quyền hành nữa hả? À đúng rồi anh Dĩ, anh là sếp, anh làm ơn bắt hết họ vậy đi. Sao sao? Bộ sếp đã bắt người là người sao? Chứ sao? Nếu anh thiệt là cảnh sát thì vậy chị Dĩ là mê đậm rồi. Mà có phải? Thôi nè, tôi chỉ là sếp về chụp hình thôi, không phải là sếp cảnh sát đâu. Thì đúng rồi đó, cái tướng anh mà giống cảnh sát hả? Tôi đây là tổng tư lệnh rồi hả? Nhưng mà hai người đó thiệt là... À, anh Dĩ à? Bộ cổ thiệt là học trò của anh đó hả? Ờ, dạ phải. À, chú Căng à, tôi nghĩ là sự hiểu lầm thôi. Ờ, à, tha cho cổ đi. Đúng rồi, chú Căng à. À, cổ không biết luật cho nên mới đi bậy, không có lần sau đâu. Vậy à? À, chú Căng, chú nghĩ sao đây? Chú Căng à, nói sao thì hay vậy thôi. Được rồi, được rồi. Lần này tha cho cô đó. Cảm ơn. Nè, hai người quậy cái gì đây? Rõ ràng... Cùng nói. Đi đi. Ê, sao bà biết tôi ở đây? Mà Trì nói phải không? Ê, không phải là anh nói đâu nha. Cái này là tôi nghe lén được thôi. Nè, cái này là cái gì vậy hả? Có phải là máy nghe lén hay không? Nói tới nghe lén hả? Sao tôi bằng phân nửa của chị Stena đâu? Đừng phá mà. Ý à, có phải vậy không hả? Người ta đi đường xóa xa xôi tới thăm hai người mà. Đường xá xa xôi, tụi này tới đây làm việc chứ không phải đi chơi đâu. Tôi sợ cô quá. Lát nữa tôi đưa cô ra đầu làng, nó sẽ biết gì nha hả? Làm việc chứ gì? Ok. Nè, làm ơn hai người nói cho tôi biết nha, tại sao là soạn cái hình ra chân để làm gì đây hả? À còn nữa, còn nữa. Ở đây còn có tấm hình chụp chung với nhau nữa nè. Ha, âu yếm quá rồi. Nè cô Hoa, tôi với cô là bạn thân, cô đừng có giấu tôi nữa chứ. Bộ đừng có hỏi nhiều quá có được không? Tóm lại tụi này vô đây là làm việc, ngoài việc này không nói cho bộ biết được. Ha, thiệt là cô nam quả nữ ở chung một phòng mà còn nói là làm việc. Làm việc gì đó hả? Ha. À, nè nè nè, ở trong đó còn có một cái giường đôi nữa kìa. Để làm gì vậy hả? Tôi hả? Thì nằm sofa, cùng cổ thì ngủ ở trong phòng đó mà. Nè, tôi đâu có cần biết hai người nằm ngủ ở đâu có mắc mớ gì tới tôi chứ. Nè, tôi cũng nói cho hai người biết, tôi cũng vì công tác mà vô đây đó nha. Chuyện của tôi thì tôi làm, chuyện của hai người thì hai người cái việc làm. Còn hai người sở thích gì đừng có lo tới tôi, ok? Ê, bộ nói cái gì kỳ vậy? Ha, thôi được rồi, được rồi. Tôi hiểu rồi, không nói nữa, không nói nữa. Ha, kiếm được rồi. Cô Stena này, thích nói bậy quá. Quen thân như vậy rồi, bây giờ mới biết hay sao? Nè, đói bụng rồi, kiếm cái gì ăn đi hả? Mày gọi điện thoại kêu người ta giùm tao chưa? Được rồi, tao biết cái gì mà. Mày có mời chị dùng đi. Mày cảm ơn. Dạ cảm ơn. Dùng thoải mái nha. Sương à,
Dẹp chén dĩa bên bàn bên kia vô đi, lo nói chuyện hoài à. Bà chủ tôi đi nghe. Về gọi điện thoại cho tao nha. Mami, mày chưa lấy về nhà rồi hả? Mami, xe của con bị hư rồi, má có thể cho tiền con đi sửa lại không? Ơ chơi chơi, tối ngày mày chỉ lo chơi thôi, mày có biết chơi cái đồ này hao tốn lắm không hả? Làm ơn học theo chị hai mày đi, rảnh cầm hai cây thuốc nào kia mà bán đi. Tối ngày cứ lo chơi hoài, còn con chị đi làm bài vở. Lỡ có hỏi câu là muốn khóc rồi. Ê, bà có ngon thì ở trước mặt bao nhiêu người để cho bà rời ba câu đi, coi bà có nhìn được nước mắt hay không? Ây da. Nè, bà kia, tôi đây con tôi thì mắc mớ gì tới bà chứ? Thằng đó là con của bà hả? Thiệt là tội nghiệp, bà có làm vậy không chứ? La con nít đâu cần phải la lớn tiếng như vậy. Ây da, thì vậy con tôi mà mắc mớ gì tới bà? Mà bà muốn gây lộn với tôi hả? Tôi còn muốn chạy đời tôi đó hả? Con muốn gây lộn với tôi mà. Mắc mớ gì tôi muốn gây lộn hả? Thôi đi. Đi về đi, nhanh lên đi về. Thôi qua đi, qua đi. Đi tổng gì Tử Hòa, Tử Hòa, con làm sao vậy hả? Chiếc xe ngà con đau quá. Có sao không? Con đau quá vậy. Được rồi, không sao đâu. Thôi được rồi, để chú bồng ra nha. Chú bồng ra. Trời ơi, làm gì vậy? Không sao đâu. Cái thằng khốn nạn này, tao không cho tiền mày, mày đi ăn cắp thuốc hả? Tao đánh cho mày biết. Ê, thôi mà, đừng có đánh nữa mà. Ê, dạ, hai cha con thiệt là giống nhau mà. Thiệt là đồ vô dụng, không có nên thân gì hết. Có đau không con? À, để chú Sương, tôi hỏi chú. Hồi nãy trong kho có thiệt là chú thấy thằng này ăn cắp thuốc hay không hả? Đúng vậy, còn thấy gì nữa đâu. Không. À nè, chú làm bể cái cửa, tôi trừ trong tiền công của chú đó nha. Chị, chú Sương cứu Tử Hòa ra, bà còn trừ tiền công nữa à? Ông còn nói nữa, bây giờ sửa cái cửa phải tốn bao nhiêu tiền biết không? Còn chú nữa, lập tức vô nhà bếp làm công chuyện đi. Còn chưa đi đứng ngoài này làm cái gì đây? Ông muốn nhờ, ngón tay bẻ ra chắc không có bẻ vô. Để cháu phụ cho. Ê, Tử Hòa, cháu vô đây làm gì vậy? Mau trở ra kẻo má cháu thấy lại bị rầy bây giờ. Nếu không phải cháu, chú đâu có bị má mì phạt. Chú đã giúp cháu, cháu phải giúp lại chú. Sao cháu nói chuyện gì kỳ vậy? Ai dạy cháu đó? Đâu có ai dạy cháu. Tử Hòa, thật ra nếu không có tiền sửa xe lại, con không nên ăn cắp thuốc như vậy. Chú đã biết chiếc xe điện tử của cháu bị hư hả? Không, chú nghe cháu nói xin tiền của má cháu đó mà, nên chú biết. Cái motor của chiếc xe cháu bị hư rồi, cháu muốn chiếc xe của cháu ăn được mấy đứa nó. Chú nghĩ chiếc xe của cháu nhất định ăn được mấy đứa nó. Thiệt hả? Chú Sương không nói láo đâu. Nè, nếu cháu thật muốn giúp cho chú thì qua bển lau khô mấy cái muỗng đi. Xe với tụi tao
Xe của ta bị hư rồi, để ta sửa lại đã. Mày sợ tụi ta chứ gì? Thầy nói ta sợ tụi bay. Tao nói đó, con người mày dở thì cả chiếc xe cũng dở đó mà. Nè 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 hai bé à, làm gì vậy? Hả? Mấy em có biết cái lộn này xấu lắm không? Đừng dễ ẹt. Này, còn muốn luyện người ta nữa hay sao? Sao em lại đánh lộn với nó vậy? Nó chê em, tại mô tô xe em bị hư thôi. Thầy nói là không chê lại tụi nó. Ồ, vậy hả? Để anh thử sửa lại cho em nha. Anh biết sửa sao? Có thể thử chút thôi. Phải thay cái mô tô mới, bây giờ đâu có mô tô ở đây. Ai cần mô tô đây? Cháu cần. Cảm ơn nhiều nha chú Xuyên. Nè, uống trà đi. Ờ, cảm ơn. Tử qua, anh sửa lại chiếc xe cho em rồi. Qua đây qua đi. Chiếc xe tốt rồi đó, sẽ sẵn thi đấu được rồi. Hay quá. Tử qua, cẩn thận nha, đừng có mới đó làm hư nữa đi. Dạ biết. Anh Sương à, anh cũng thương nó quá hả? Ờ, thằng cháu họ của tôi nó cũng rất là đáng thương lắm. Ê, qua đây cũng là người xứ này hả? Ờ, có thể nói như vậy. Anh Sương à, em thấy hình như là cái làng này chỉ có nuôi cá thôi, ngoài ra đâu có làm cái gì khác. Hồi trước nhà nào cũng nuôi cá hết. Còn bây giờ thì không rõ rồi. Mới về tôi ra ngoài Cửu Long mười mấy năm rồi, bây giờ mới trở lại đây thôi. Nhưng mà tại sao là ra gì? Ờ, suy cho cùng chỗ này cũng là xứ sở của mình. À, anh à, tại sao anh chị lại tự nhiên dọn về đây ở vậy hả? Ờ, tôi làm nhiếp ảnh, thích chỗ này yên tĩnh, tới để tạo chút linh cảm thôi. Vậy à, đâu ngờ anh là một nhiếp ảnh gia. Anh khách sáo quá rồi, chỉ là kiếm hai bữa thôi. Vậy thì khác nhiều. Anh cầm cái máy hình dù sao cũng nhẹ hơn tôi phải cầm cái xẻng mà. Anh nè, anh Sương à, uống nước đi hả? Cảm ơn, uống nước đi. À, sao hả? Đồ ăn có ngon không hả? Đồ ăn ngon không? Ngon lắm. À, được hả? Tự nhiên ha. Không gì, không gì. Anh Toàn à, anh coi cái thằng em họ của anh nó đi đâu suốt từ sáng giờ mà không thấy bóng, không biết đi đâu nữa. Ồ, nó có nói tụi con chút chuyện đi một chút. Lát nó về thôi, đừng có nói nhiều nữa. Sao lại không nói chứ? Thằng Bình nó cũng đi rồi mất tiêu rồi. Làm cho tôi phải bù đầu bù cổ đâu thấy không? Tôi làm cho hả? Anh chị ngồi tự nhiên nha. Cảm ơn. Nè anh Sương à, anh tránh giùm tôi vài món đi. Ờ, không thành vấn đề, ngồi chơi chút nha hả? Dạ được. Nè, khoan vô đã. Cả buổi chiều chú đi đâu vậy hả? Tôi có nói với anh hai tôi xin phép nửa buổi mà. À, chú làm ở đây với tôi bao lâu rồi? Xin phép hả? Tôi có cho chú nghỉ sao? Cả buổi chiều nay chú đi đâu mất dạy rồi chú có biết không? Bà xã, để tôi. Ông im miệng đi. Thôi được, tôi nghỉ nửa buổi, chị cứ giật trừ đi. Tôi trừ chứ. Nè, con người của tôi ở đời nghe thẳng lắm. Chú đừng có tưởng mình là bà con với nhau là tôi nể chú nha. Tôi chứa chú được thì tôi kể chú là người làm. Nếu chú làm không đàng hoàng là tôi đuổi chú đó. Ê, thôi mà. Còn gì nữa không? Không thì tôi trở vô nha. Nè, như vậy là sao chứ? Tôi đã nói đừng có nói nhiều mà. Ai cũng dòm bà kìa, bộ hay lắm hay sao? Đàn bà kiếm chuyện thiệt vô cớ quá. Ê, là người đàn bà ở đây chứ không phải hết thảy đàn bà nha. Thêm Toàn. Ê, à, anh Tài, anh Thắng, uống trà nha. Nè, 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 ngồi, 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 ngồi. Của bà nè. Của tôi hả? Cảm ơn. Nè, anh em tính làm ăn mừng trước cho anh Thủy được bầu làm hội đồng làng của mình đó. Ồ, là đã tiệc hả? Đúng rồi, nhớ tới sớm nha. À, tôi biết, tôi biết. Nữa nè, nhớ chuẩn bị cho tụi này rượu ngon nha. Chút xíu quay lại lấy liền đó. À, dạ tôi hiểu rồi. Ồ, anh Thủy này thiệt là hay quá hả? Sĩ quan, tôi nhận được một tin tức, sáng mai có một số súng đạn ra khỏi thành phố, nhưng mà địa điểm tạm thời chưa có nắm rõ được. Như vậy có phải biểu tôi chặn hết tất cả các ngã đường của thành phố sao? Alo, Dĩ đó hả? Ừ, tôi hiểu. Nè, ngày mai tên Thủy đãi tiệc ở làng Đông Duy, sẽ mời tất cả dân làng. Tự nhiên là đãi tiệc, sao trùng hợp quá vậy? Không có gì là trùng hợp đâu. Chắc là có gì liệu tiệu rồi, sếp quan ha. Để anh nói ra sao, còn không chịu đi làm hả? Ngồi làm gì? Yes sir.
chiều. Alo. Alo, đúng đúng. Cái gì? Quân Dụng à? À, lần này ông kiếm đúng chỗ rồi. Chỉ cần Trần Kiếm Thủy ra mặt cả bốn nguyên tử tôi cũng mua được cho ông. Không thành vấn đề. Hàng tới rồi lập tức cho ông biết ngay ha. Vậy đi. Cảm ơn. Súng đạn mà. Đây nè. Lúc này bọn cảnh sát theo dõi mình quá. Như vậy có sợ không đó? Cảnh sát? Cảnh sát làm gì được tao hả? Thì rồi đặt nội tuyến cũng chẳng nhúc nhích gì tao được đâu. Anh Hai à, anh Hai. Hứa Ngôn tới rồi kìa. Gia chánh của chúng ta bữa nay rốt cuộc tới đây rồi. Chuẩn bị hàng hóa đi. Dạ biết rồi. Lần này tao phải đích thân ra đón tiếp vị lão chuyên gia Quân Dụng này mới được. Mở cửa. Hứa đồng chí, Hứa đồng chí, lâu quá không gặp hả? Mạnh giỏi chứ hả? À, à, xin chào, à, xin chào, xin chào. Xin chào. Anh đi với em vô toilet chút nha. Ờ, được. À, xin mời, xin mời tự nhiên nha. À, xin mời. Cảm ơn em. Đoạn mỗi lần đi rồi, tính sau đi. Mình bắt mà chị biết đi. Đấy là một sự vinh hạnh cho tôi. À, trân trọng mời được ông Hứa Dự Ngôn tới dự. Đó là mặt mũi của tôi đó hả? À, mời quý vị tự nhiên đi nha. À, tự nhiên, tự nhiên, tự nhiên. À, xin mời, xin mời tự nhiên. À, ông Thủy đừng có sáo mà. À, à, tôi dự chúc ông mà trúc cử hội đồng của làng ha. Chúc ông mọi sự thành công tương. Và chúc ông được tên tuổi sáng lạng như trời vậy. À, cầm đuối, cầm đuối hả? Làm ơn cho coi, giấy tờ xe và thẻ căn cước đi. Chuyện gì sếp? Chúng tôi nghi ngờ chiếc xe của ông có Quân Dụng, phải xác xe. Không phải chứ, đồ Quân Dụng. Xét kỹ cái đầu lăn trống kỹ đi. Sếp à, cẩn thận nha, cái đầu lăn mắc lắm đó. Xét kỹ đồ lăn đi. Ê sếp à, không có gì hết. Nè sếp à, chúng tôi đi được chưa? Chưa được đi. Anh bạn, rạch trống ra đi. Sếp à, có phải chơi vậy không hả? Chúng tôi nhận được tin tức có Quân Dụng đưa ra khỏi thành phố. Tôi đâu có lý không xét kỹ để cho ông đi. Rạch ra. Yes, yes sir. Không có gì để xét. Được rồi, thôi đi đi. Sếp à, có giỡn chơi không hả? Sếp làm hư đồ của tôi hết rồi, bây giờ biển chúng tôi đi à. Ông muốn cái gì đi? Bộ cảnh sát ngon lắm sao? Làm hư đồ được không được? Nếu không đồng ý thì mấy ông kiện tôi đi. Tôi là Mạch Trì, số thẻ 72494. Nếu mấy ông còn lơ mơ ở đây, tôi sẽ kiện cản trở nhân viên công lực. Chạy đi. Xét xe, coi giấy xe và con cứ đi. Sếp à, xe của Hứa Ngôn đó. Sếp à, sếp không phải muốn xét hết xe của Hứa Ngôn sao? Thôi được rồi, đi đi. Ý, thắng được cuộc rồi hả? Uổng hơi. Anh khai tên tuổi ra, chuẩn bị cho người ta kiện anh đi. Ê, tôi tưởng cái đám đó chỉ làm vẻ vậy thôi chứ. Ai vào kiện tôi lại nói theo thái độ kém. Một thằng kiện tôi làm bể trống nữa. Anh thì thiệt hơi lối trước. Nè, tôi đã bị người ta vũa láng rồi. Cô chừa cho tôi một chút lòng thương có được không hả? Coi đã tên Thủy này không đơn giản đâu. Sự thật làm sao đưa lột cái lô hàng này ra khỏi thành phố. Tôi biết thì đâu cần phải làm báo cáo cho anh. Lần này á là nhờ cái ông nghị viên thờ khẩn, số súng đạn của chúng ta mới đưa lột ra thành phố. Hả? Nhưng mà có người báo cho tao biết, có cảnh sát trà trộn vô trong làng để mà theo dõi đây.
Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tao biết kỳ này cái vố hàng này không mất mớ gì tới tụi bay. Nhưng mà nếu tụi bay muốn làm theo dõi hả, tao bảo đảm tụi bay còn cực hình hơn nó nữa. Chết đi. Đồ đạc lôi xong chưa? Số hàng đã chuẩn bị xong rồi. Tầng này lanh lẹ một chút, cái gì cũng phải sáng suốt. Còn nữa, mọi cái thằng theo dõi ra cho tao. Dạ. À, ông xã à, nè, mình đâu có làm bao nhiêu là có 20.000 thôi vô rồi. Bà không nhớ bà mất ngủ mấy đêm rồi sao? Nè, cái này bù đắp được rồi. Kỳ sau đừng nữa nha, để cảnh sát bắt được mệt lắm đó. Hơ, coi cái kiểu nói của ông kìa, ông mà không làm á, biết bao nhiêu người muốn làm chứ. Không liệu á, làm sao mà được tiền của thế gian. Ý y vào cái tiệm một nát của ông á hả, chừng nào mới khá lên được. Khoan nói đã, bỏ nó vô tủ sắt cái đã. À, chết rồi, chiều nay quên mua nữa. À, mua gì để tôi mua cho? Bây giờ tắm rửa sạch sẽ rồi thì ngủ đi, bộ ngày mai khó làm sao. Bây giờ thôi ngủ đi, ngủ đi. À, nè chú Sương à, nè, chú đi ra đăng ký mua giùm tôi cuộn xà bông đi. Khuya vậy hả? Bây giờ tôi cần xài đó mà, chú nói với bà chủ loại xà bông mà anh Toàn thường xài đó. Thôi làm ơn đi đi, đi 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 mà. Hơn anh nghĩ coi Trần Kim Thủy quậy cái gì, sao mà yên tĩnh quá vậy? Sao lúc này anh có vẻ quậy quậy quá, có sao không? Không, thiếu ngủ thôi mà. Nghĩ đến anh Cường đang nằm ở trong nhà thường, còn Trần Kim Thủy đang ngoài nhà pháp luật, tôi làm sao ngủ được? Người đẹp à, đi đâu vậy? Đâu cần phải sợ. Cái gì? Đừng có sợ, tụi này thương đàn bà lắm đó. Thương lắm, thương lắm. Cái gì? Sợ à? Sao giống như là người chồng của cổ vậy hả? Cái này chồng. Tôi thích đàn bà lắm mà. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.